Hi, Tèo chào tất cả mọi người nha. Đúng ra hôm nay Tèo không đi quay video đâu mọi người. Do là Tèo đi đào gỗ cà nha. Mới làm được buổi sáng thôi. Chú nó đuổi Tèo về rồi, bảo là Tèo làm yếu á. Tại vì Tèo như thế này, thật ra thì mọi người thấy trong điện thoại thôi. Ở ngoài thì mọi người thấy Tèo nhỏ xíu à, nhỏ con lắm. Tại vì Tèo làm yếu nên là chú mới đuổi về á. Trong video này Tèo sẽ trả lời cho comment của tất cả mọi người. Bây giờ thì Tèo sẽ trả lời cho một số bạn trước nha. Mấy bạn này hay hỏi Tèo là tại sao lại không đi sinh tồn, rồi đi sinh tồn đi, mới có nhiều người xem. Thật ra Tèo cũng muốn đi sinh tồn lắm mọi người. Thì như thế này này, thứ nhất là Tèo không đi sinh tồn do là không có tâm bạn để cắm trại, để dựng cân liều á, để trú mưa mọi người. Tèo cũng đã nói lý do không đi sinh tồn rồi mọi người. Còn một số bạn nữa hay comment vào trong video bảo là như thế này mọi người. Tèo ở đâu, rồi dân tộc gì, thì Tèo sẽ trả lời cho tất cả mọi người biết nha. Để mọi người không còn thắc mắc về Tèo nữa. Tèo là người Gia Lai, với Gia Lai nha, huyện Chư Prong nè, xã Gia Đờ Răng, làng Cà Lũ Hai. Thì Tèo cũng đã nói cho mọi người biết rồi nha. Tèo là người Gia Lai. Và có nhiều người họ nói là Tèo nói không thật á. Thì Tèo nói thẳng ra là Tèo ở đâu và dân tộc gì rồi nha. Lý do Tèo không đi sinh tồn được á thì nó như thế này mọi người. Thứ nhất là lý do tại sao mà Tèo không đi sinh tồn được, do không có tâm bản là mọi người ạ. Tại sao mà Tèo cũng có đi làm mà tại sao lại không có tiền để mua tâm bạn rồi cắm trại đi sinh tồn, và nó có lý do mọi người. Mùa mưa này thì ít người thuê làm lắm mọi người ạ. Làm được một ngày hai ngày thì cũng gửi hết lên cho mẹ với anh trai đang ở viện đó mọi người. Thì cái này đúng ra là Tèo không nói đâu, Tèo nói rất là nhiều rồi, nhưng mà có người họ kiểu như không biết về Tèo á, và không hiểu tại sao lại Tèo lại không đi sinh tồn. Thì lý do như vậy đó mọi người. Tiền thì đi làm được một hôm hai hôm á, gửi hết cho mẹ rồi, tại vì mẹ với anh trai thì đang viện đó mọi người. Và đây này, mọi người không tin thì Tèo cho mọi người xem này. Như cái dép của Tèo đang mang đây á, thật sự mà nói Tèo không dám mua dép mới luôn mọi người, cho dù dép nó cu rách rồi, rách nát hết rồi, nhưng mà Tèo không lấy tiền cho mình, không lấy tiền cho bản thân để mà lo cho bản thân những cái đồ mới, đồ đẹp. Tiền thì Tèo không dám mua đồ mới cho bản thân của Tèo, là để gửi lên cho mẹ với anh trai đang ở Việt đó mọi người. Thì đây cho mọi người xem dép của Tèo này, để cho mọi người biết được là Tèo như thế nào và hoàn cảnh như thế nào, rồi tại sao lại không đi sinh tồn, rồi nên nhiều thứ mà mọi người không hiểu và không biết về Tèo á. Mọi người cứ thắc mắc rồi comment bảo là này bảo kia rồi thật sự mà nói á, Tèo cũng dám để lại một đồng nào để mà mua đồ mới cho bản thân của Tèo á. Thật sự mà nói, mấy cái áo, mấy cái đồ mà Tèo đang mang đây này, thật sự Tèo đi nhặt thôi mọi người, đi nhặt những cái đồ mà người ta không mặc nên người ta bỏ ấy. Chỉ cái của Tèo có quen người ta rồi người ta bỏ cái đồ đấy, rồi chỉ cái của Tèo lấy về mọi người, và Tèo mặc những thứ này thôi. Đây này, mấy cái áo, mấy cái đây này, có dây đai đây là thật sự Tèo mua nha mọi người, không, Tèo không nói dóc là cái gì đâu, Tèo chỉ nói sự thật thôi. Dây đai này Tèo mua, rồi cái dép này là mọi người, Tèo không dám mua dép mới luôn á, cho dù nó rách nát hết rồi, nhưng mà Tèo cũng để lại cho bản thân một đồng nào để mua dép mới. Còn như thế này thì vẫn mang được nè. Thì cái dép này cũng mua lâu lắm rồi, cũng mấy tháng rồi mọi người. Tèo không bao giờ nói dóc hay là cái gì rồi nha, Tèo chỉ nói sự thật thôi. Như cái dép thì Tèo không mua dép mới luôn mà. Như mọi người cũng đã biết về hoàn cảnh của Tèo rồi, Tèo cũng có quay video ở nhà rồi á. Mọi người xem cái video mà Tèo nói là Tèo nghèo nhất Việt Nam đó, video sửa nhà đó mọi người, để mọi người biết thêm về Tèo nhiều hơn. Hôm nay là một ngày nói chung là cảm xúc của Tèo rất là hỗn độn luôn mọi người, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Anh trai của Tèo thì vừa mới khỏi bệnh, sau hôm qua mới về từ bệnh viện đó mọi người. Bây giờ Tèo sẽ sửa lại căn nhà này. Căn nhà này bỏ hoang cũng rất là lâu rồi, cũng mấy năm rồi mọi người. Đây anh trai của Tèo, anh có bị bệnh động kinh, cứ tới tháng 11 là lại bị động kinh đó mọi người. Căn nhà này thì dựng tạm đất của người ta thôi. Còn nhà này thì nhà mẹ của Tèo hồi xưa mọi người. Căn nhà này bỏ hoang lâu quá rồi nên là mấy đứa nhóc trong làng họ kể hết mấy tấm tôn ra, bây giờ nát hết rồi. Và còn mỗi tấm tôn thôi. Tấm tôn thì Tèo để ngoài kia. Đây là đồ đạc mẹ của Tèo với lại anh trai á, mới đem từ bệnh viện về. Còn Tèo thì mấy năm nay toàn đi ở đỡ nhà người ta thôi. Cánh cửa thì người ta cũng cậy mất rồi. Tia Tèo sẽ gắn lại. Để quay bên ngoài xung quanh nhà cho mọi người coi nha. Nói chung là nhà này nó nát hết rồi mọi người ạ. Ở trên thì toàn là lỗ không mọi người. Có khi mưa nó dột đó. Mà anh trai với mẹ của Tèo thì cũng mới về từ bệnh viện hôm qua. Nên là hôm nay Tèo mới sửa lại. Đây tấm tôn nhà của Tèo nè. Giờ Tèo sẽ đóng lại cái tấm tôn này lên. Để mưa cho nó đỡ tắt vào. Video đó nó nằm ở dưới kênh nhá, để mọi người dễ hiểu thì mọi người cứ vào kênh của Tèo rồi xem cái video Tèo sửa nhà cho mẹ đấy. Cái nhà đây bỏ hoang lâu lắm rồi, thật sự mà nói Tèo đi lang thang khắp nơi. Mẹ của Tèo thì trên viện mấy năm nay rồi, từ 2017 tới giờ thì mọi người cũng đã biết rồi đó, mới về được một tháng thôi rồi lại lên viện nữa. Nhà thì vẫn đầy vậy, không có ai ở đâu. Tèo thì vẫn cứ như bây giờ, vẫn lang thang thôi mọi người. Không biết khi nào mới được ở một nơi, ở một chỗ. Hôm nay ở đây mà ngày mai ở đó, không biết được đường nào để đi nữa. Ở đâu có công ăn việc làm á, thì Tèo sẽ ở đó. Còn quê quán thì Tèo chỉ nói cho mọi người để mọi người biết vậy thôi, chứ thật sự mà nói Tèo không ở đó nha mọi người. Tèo cứ đi lang thang vào đó. Hôm nay ở đây, ngày mai ở đó, rồi ngày kia thì ở kia vậy thôi, đơn giản thôi mọi người. Giờ thì cũng chiều rồi đó. Do là Tèo đi làm mà yếu mọi người. Tèo nhỏ con lắm, đi làm nó yếu. Làm được buổi sáng thôi, xong rồi chủ nó đưa Tèo về. Rồi Tèo mới về, rồi đi quay video đi câu cá nè mọi người. Ôi dính rồi mọi người. Ôi con cà rô kìa mọi người. Ôi mọi người thấy chưa, một con nha. À không phải cà rô à, dính rồi. Ôi, con này khá to nha. Đây này, con hết cần cầu. Ôi con này to này mọi người ơi. Ôi dính rồi. Ôi kéo lên. Ui sợ ơi. Ôi con này to này mọi người ơi. Đây mọi người thấy to chưa? Đây này, rất là to luôn nha. Ôi dạ, con này cái khỏe thật mọi người ạ. Đây này, may quá này, được một con rồi nha. Đây một con nha. Đây này. Rồi giờ Tèo sẽ câu đầy cái bao này rồi mới về nha mọi người. Ôi xong luôn rồi mọi người ơi. Đây này. Cái này là chai Tèo để con giun đó mọi người ạ. Để một hồi Tèo không nắp lại cái chai ấy, mất luôn. Nó bỏ đi hết sạch luôn mọi người. Đây này. Không còn con nào nữa. Ôi, sao mà xui dữ ta. Thôi thì dọn dẹp đồ đạc đi về nha mọi người. Đây là Tèo đang câu mọi người. Quên nắp lại cái chai, xong rồi con giun nó bò đi hết rồi mọi người. Thôi đi về nha mọi người, dọn dẹp đồ đạc rồi đi về thôi. Còn cái bao thì thôi, nay đem cái bao to quá, dính được con thôi à. Rồi cuối cùng thì con giun nó bò đi hết. Thôi,
Sao hôm nay xui dữ ta? Được có một con cá này thôi. Xong rồi con giun nó bò đi hết, cũng có mồi để câu nữa. Hôm nay xui quá. Tự nhiên đang câu mà giun nó bò đi hết rồi, không còn mồi nữa. Nên là Tèo sẽ đi về kiếm ốc kiếm cua gì đó nha. Cho mọi người xem cái xe của Tèo này. Đây là xe của Tèo nha mọi người. Tèo cũng có tiền để mà mua xe đẹp hơn, nhưng mà Tèo để dành tiền gửi lên cho mẹ. Rồi không có tiền để mà mua xe đẹp hơn nữa. Tèo không muốn đi xe như thế này đâu. Do là công an nó đuổi suốt rồi. Tèo bị công an đuổi mấy lần rồi. Do là chạy kịp thôi, chứ không là mất cái xe rồi mọi người. Không còn xe để mà đi quay video nữa. Tèo cũng muốn có cái xe nào mà nó đẹp hơn. Nhưng mà mọi người cũng đã biết hoàn cảnh của Tèo rồi. Mọi người cứ xem hết video đó. Video của Tèo ở trong kênh đó mọi người. Thì mọi người sẽ hiểu được lý do tại sao dép mà Tèo mang dép rách rồi đi xe thì xe cà tàng, xe rách nát như thế này. Và không phải là Tèo đi lừa đảo ai cả. Có một số bạn nói là Tèo lừa đảo, dáng nghèo ấy. Thật sự mà nói mọi người không tin thì cứ vào trong đây để mà xác nhận. Thật sự Tèo rất là buồn luôn. Có rất là nhiều người họ nói là Tèo giá nghèo này kia rồi á. Tèo thật sự rất là buồn. Tại vì hoàn cảnh của Tèo như thế này á, thì Tèo chỉ quay đúng sự thật thôi. Mà có nhiều người họ nói là Tèo lừa đảo này kia rồi, giá nghèo. Tèo cũng buồn lắm, nhưng mà cũng chịu thôi mọi người. Tèo tự trách bản thân của mình vô dụng, không giúp được gì cho gia đình, cho người nhà, rồi không làm được ra tiền rồi để xây dựng cho gia đình của Tèo được khá giả hơn. Và để không phải ai chê, để không phải ai nói là Tèo giá nghèo nữa. Thật sự nếu mà Tèo giàu á thì không bao giờ mà Tèo chịu được cái cảnh này đâu. Không bao giờ mà chịu được cái cảnh một mình đi làm, một mình đi quay cô đơn như thế này đâu. Thật sự mà Tèo muốn khóc luôn mọi người. Có nhiều người họ nói Tèo quá, Tèo thật sự Tèo muốn khóc luôn. Nhưng mà nghĩ lại bản thân của Tèo, mình là người đàn ông mà, đôi dễ rơi nước mắt được mọi người. Tèo thật sự rất là buồn luôn. Có nhiều người họ nói là Tèo lừa đảo này kia, đúng ra là Tèo định đi về không nói cái này đâu. Nhưng mà Tèo không chịu được, Tèo phải nói ra để cho mọi người hiểu. Không phải là Tèo lừa đảo hay là giá nghèo này kia đâu. Mong mọi người đừng nói Tèo như vậy nữa nha. Nếu mà mọi người không nói được lời tốt đẹp á, thì xin mọi người đừng có nói những cái lời mà tiêu cực với Tèo nữa. Thật sự Tèo rất là mệt mỏi, rất là buồn luôn. Mình không lựa chọn được cái hoàn cảnh của mình. Tại vì hoàn cảnh mình như thế này thật thì mình quay thật, chứ không phải là lừa đảo ai cả. Không phải là xin tình thương của mọi người đâu. Thật sự mà nói Tèo rất cố gắng rồi mọi người. Giờ thì cầm điện thoại này, cầm điện thoại phải giữ cho nó thăng bằng để nói chuyện với mọi người. Mà tay nó mỏi, một bên tay này phải giữ rồi nè. Thật sự Tèo không muốn phải chịu cảnh cơ cực mệt mỏi như thế này đâu. Tèo cũng muốn mình là người khá giả để được vui vẻ, rồi được có nhiều người, nhiều bạn bè. Nhưng mà Tèo từ bỏ hết bạn bè, từ bỏ hết anh em, từ bỏ tất cả những thứ không có tác dụng, nó không mang lại hạnh phúc thật cho mình. Nên là Tèo từ bỏ, Tèo vứt hết, Tèo không cần cái gì hết. Tèo chỉ cần là cố gắng đi làm, đi kiếm tiền, rồi lo cho gia đình, xây dựng sự nghiệp. Như vậy thôi, không phải là Tèo giá nghèo. Rồi quay những hoàn cảnh để không có ai mà chấp nhận được cái hoàn cảnh này đâu. Thật sự mọi người, Tèo cũng chấp nhận luôn, bản thân của Tèo, Tèo cũng chấp nhận luôn. Nhưng mà Tèo phải đối mặt lại với nó để cái gia đình của Tèo được khá giả hơn, ấm no hơn xíu. Chỉ cần như vậy thôi. Như bây giờ này, không còn đồng nào trong tay nữa. Tiền thì làm được vài hôm, không gửi lên cho mẹ rồi. Tèo thì nhỏ con à, đi làm thì nó làm yếu, làm chậm á. Thì có nhiều người họ không chấp nhận được. Chú thuê đó là họ không chấp nhận được Tèo làm yếu, nên là họ đổi với Tèo.
ai cũng đuổi Tèo hết. Nên là mong một ngày đừng nói tiêu cực về Tèo nữa, đừng nói sai sự thật về Tèo nữa. Thôi giờ Tèo đi về nhá, không nói nữa. Tèo cũng mệt rồi mọi người, mệt lắm, thật sự rất là mệt. Tèo không dám nghỉ ngày nào hết. Thật sự mà nói về nhà rồi, Tèo sẽ đi game cái gì đó ăn, bắt ốc bắt cua gì đó. Tiền thì đi làm được nửa ngày hôm nay á là Tèo không dám xài luôn mọi người, cứ để vậy, sợ là có ốm đau này kia rồi cần tiền đổ xăng để mà đi quay video hoặc là đi làm gì đó. Thôi giờ đi về nhá. Còn tối nay Tèo sẽ đi kiếm cái gì đó ăn, đi bắt ốc bắt cua gì đó. Thôi đi về nhá mọi người. Mọi người ơi, giờ tôi sẽ bắn luôn nha. Đây, cá dê này. Chạy nhanh quá mọi người. Rồi, trúng này nha. Đây mọi người thấy chưa, cá chê đồng rất là đẹp luôn nha mọi người, mà thịt nó còn ngon nữa. Giờ Tèo xuống đồng đi bắt ốc mọi người. Thành quả của Tèo hôm nay thì như thế này thôi. Đây mọi người ạ, là bắt ốc bắt cua nha. Để ngày mai Tèo sẽ làm một món cua bò. Này dép của Tèo thì cũng rách thật rồi mọi người, cũng đứt rồi. Đây này, đứt rồi mọi người. Còn bên này thì cũng đứt luôn rồi. Cái này sang thì vẫn mang được. Còn bây giờ này, thôi thì cái này không mang được nữa. Dứt luôn nha. Đây đây. Bây giờ thì Tèo cũng khuê rồi mọi người. Là 9 giờ mới rồi, 9 giờ qua rồi. Đây nè, là 9 giờ qua 8, 9 giờ qua 9 nhé. Có lẽ là Tèo sẽ đi về nha mọi người. Nếu mà mọi người có yêu quý Tèo thì cho Tèo xin một like và một đăng ký. Tèo cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Và chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng Tèo mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì Tèo sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong video khác nha. Bye bye.